mọi người làm việc tại Đài Loan đều phải nộp thuế thu nhập, kể cả người Đài Loan. Tuy nhiên, khá nhiều quý anh chị không biết thuế đang đóng là thuế gì, cách tính thuế ra sao và khi nào thì được hoàn thuế thu nhập. Hãy cùng công ty luật ACC tìm hiểu về hồ sơ, thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân ở Đài Loan trong video ngay sau đây. Xin mời quý anh chị cùng theo dõi. Đài Loan là thuế đánh vào thu nhập của các cá nhân hay pháp nhân. Trong trường hợp đánh vào thu nhập của cá nhân, nó được gọi là thuế thu nhập cá nhân. Còn trong trường hợp đánh vào thu nhập của pháp nhân, nó được gọi là thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế sự nghiệp hay thuế lợi nhuận, vân vân. Theo quy định của Đài Loan thì tất cả người lao động có thu nhập đều cần phải nộp thuế thu nhập. Người Đài Loan và người nước ngoài nộp thuế có gì khác nhau hay không? Người Đài Loan phải đi khai báo thuế thu nhập cá nhân tại các cục thuế gần nơi cư trú. Còn đối với người nước ngoài, nếu như có hợp đồng lao động, sẽ phải nộp thuế thu nhập hàng tháng. Chính phủ Đài Loan sẽ tạm thu một khoản thuế của quý anh chị trước, gọi là withholding tax. Quý anh chị phải cư trú tại Đài Loan đủ 183 ngày thì sẽ được hoàn thuế. Tính thuế của quý anh chị sẽ là thu nhập sau khi trừ đi các khoản miễn trừ thuế và khấu trừ cho bản thân. Thông thường thì sẽ có 3 khoản giảm trừ như sau. Khoản đầu tiên là khoản khấu trừ đặc biệt cho lương và thu nhập. Số tiền này sẽ được công bố hàng năm và có thể không giống nhau giữa các năm. Giải thích một chút về con số này thì đây là chi phí cần thiết để phục vụ cho công việc được tính khấu trừ và quý anh chị cần điền vào một mẫu đơn lý kèm và nộp kèm tài liệu bổ sung. Tài liệu này quý anh chị sẽ được công ty làm việc hỗ trợ. Khoản khấu trừ thứ hai là khấu trừ tiêu chuẩn. Mỗi người sẽ được tính giảm trừ 120.000 đài tệ. Số tiền này sẽ được tính theo số tháng thực tế mà quý anh chị đóng thuế trong năm ở Đài Loan. Đối với người trên 70 tuổi thì số tiền này là 132.000 đài tệ. Ba là khoản miễn trừ thuế. Mỗi người được miễn trừ 88.000 đài tệ. Tương tự thì con số này cũng được tính theo số tháng thực tế mà quý anh chị đóng thuế trong năm ở Đài Loan. Những cá nhân được hoàn thuế ở Đài Loan sẽ thuộc một trong các trường hợp sau. Nếu là sinh viên và là người nước ngoài thì quý anh chị đi làm cho công ty, trường học và có đóng thuế thì quý anh chị có thể hỏi thêm trường học và công ty của quý anh chị về thông tin vì có nhiều nơi công ty sẽ trực tiếp giúp cho quý anh chị đăng ký hoàn thuế cho nhân viên. Điều kiện thứ hai là phải ở Đài Loan trong vòng hơn 183 ngày của năm hoàn thuế. Điều kiện nữa là nếu dự định rời khỏi Đài Loan trong thời gian chuyển giao của năm hoàn thuế thì quý anh chị phải làm thủ tục hoàn thuế trước 10 ngày. Hồ sơ để thực hiện thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân ở Đài Loan sẽ bao gồm tờ khai nộp thuế, thẻ cư trú, hợp đồng lao động, sổ ngân hàng hoặc thẻ ngân hàng, sổ xác nhận thu nhập và bảng lương, passport và các giấy tờ khác theo yêu cầu nhằm chứng minh thu nhập của quý anh chị hoặc khấu trừ hay miễn trừ hợp pháp theo từng trường hợp cụ thể. Có hai cách để quý anh chị có thể nhận lại khoản tiền thuế này, đó chính là tới cục thuế để nhận trực tiếp hoặc sau này khi trở về nước thì công ty môi giới sẽ lấy lại giúp quý anh chị. Thông thường thì sau khi về nước, quý anh chị mới có thể nhận lại khoản tiền này. Tuy nhiên thì cũng có nhiều công ty sẽ giúp đỡ cho người lao động nhận lại khoản tiền thuế này trước khi về nước. Nhưng chắc chắn rằng dù thế nào thì quý anh chị vẫn sẽ nhận lại được khoản tiền hoàn thuế thu nhập cá nhân ở Đài Loan. Tiền thuế phải đóng hàng tháng của quý anh chị sẽ được báo trên bảng lương và phải có giấy thuế thì sau đó mới nhận lại được. Hầu như thì người chủ nơi quý anh chị làm việc thường báo thuế cho người lao động vào tháng 5 và lấy lại tiền thuế vào tháng 9 đến tháng 12 hàng năm. Vì vậy, năm cuối cùng thường là khi về nước một thời gian thì mới lấy lại được tiền thuế. Quý anh chị cần lưu ý là trước khi trở về Việt Nam, nếu người lao động đã báo thuế mà chưa lấy lại được thì cần phải nói với chủ thuê nơi mà quý anh chị làm việc xin lại giấy tờ báo thuế và ủy quyền cho người khác đến thời gian có thuế để lấy lại. Người lao động cần nắm rõ mình đóng bao nhiêu phần trăm tiền thuế và thời gian ở Đài Loan có đủ 183 ngày hay không, chứ không phải cứ đóng thuế là được lấy lại. Thông thường thì tiền thuế này quý anh chị sẽ được trả lại hàng năm, tùy theo số tiền thuế mà quý anh chị đã đóng và được hoàn thuế vào cuối năm sau đó. Tuy nhiên, quý anh chị phải nhớ rằng, nếu quý anh chị đóng đủ 12 tháng thì chỉ nhận lại được 10 tháng thôi, còn 2 tháng kia chính phủ Đài Loan sẽ giữ lại để làm tiền phát triển Đài Loan. Trên đây là một vài thông tin cần lưu ý về thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân tại Đài Loan. ACC với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực pháp lý, luôn sẵn lòng cung cấp đến quý anh chị những dịch vụ pháp lý nhanh chóng và tiện lợi nhất. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận được những tư vấn tận tình. Và đừng quên truy cập website accgroup.vn và nhấn đăng ký kênh YouTube Công ty Luật ACC để cập nhật những thông tin mới nhất về pháp luật. Tôi là Thủy Tiên, đến từ Công ty Luật ACC. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.